Em xin kính chào toàn thể quý vị và chào các bạn nhé. Thì hôm nay em lại mời quý vị và các bạn đi xem tham khảo cái bảng giá sắt thép và vật liệu xây dựng tại cửa hàng nhà em trong ngày hôm nay, xem là nó lên hay nó xuống nhá. Thì trước khi đi vào cái bảng giá chi tiết trong ngày hôm nay thì rất mong các bác là xem video thì mình đăng ký kênh ủng hộ cho cửa hàng nhà em, và đồng thời là mình ấn vào cái nút chuông thông báo để đón nhận xem video mỗi ngày của cửa hàng vật liệu xây dựng nhà em. Cứ 8 giờ sáng hàng ngày thì là nhà em lại có thông báo mới nhất cái giá cả từ bên nhà phân phối, bên nhà máy. Người ta thông báo cho cửa hàng để có cái lịch trình bán hàng trong ngày. Thì giá lên thì em bảo lên, mà xuống thì em bảo xuống, mà không lên không xuống thì em vẫn cứ có giá để em báo cho các bác nắm được. Và các bác đừng quên là cũng có bác là thắc mắc tại sao là không đăng ký kênh rồi nhưng mà lại không có cái thông báo về mỗi ngày. Thì em xin đính chính lại là các bác đăng ký kênh và đồng thời các bác ấn vào cái nút chuông thông báo, rồi các bác ấn vào cái chuông trên cùng có chữ tất cả ấy, thì là ngày nào là cứ kênh của em có video là sẽ thông báo luôn về máy của các bác, là các bác nắm được. Thì trong ngày hôm nay thì cũng rất là, hôm qua em đã thông báo cái bảng tăng giá, thông báo từ bên nhà máy là tăng 300 đồng 1 kg đối với cả sắt cây và sắt cuộn trong ngày hôm qua. Thì ngày hôm nay nó có tăng nữa hay không thì mời các bác đi xem và theo dõi video nhé. Rất mong là cái mức giá nó ổn định một chút để cho mình an tâm. Thì có bác nào mà muốn nắm được cái giá cả nó biến động, nó lên xuống, và khi nào mà nó giá nó lên thì em sẽ nắm được, thì em sẽ báo trước cho các bác để các bác nhập hàng và mua hàng nhé. Rất là buồn vì em cũng biết là các bác khách hàng là mình cũng mỗi đợt tăng giá là cũng rất là nhiều bác là không được vui lắm, vì thực tế là mình chưa đặt được thì mỗi lần tăng giá thì mình sẽ mất một số tiền, cũng gọi là nếu như một công trình này nếu mà lên 300 đồng là cũng mất rất là nhiều tiền đấy. Tiền không phải là ít đâu. Thì trong ngày hôm nay thì cái bảng giá mới trong ngày hôm nay thì mời các bác đi tham khảo nhé. Phi 6 trơn thì có giá là 18.100 đồng 1 kg. Và phi 8 gai có giá là 18.150 đồng 1 kg. Phi 16,2 kg hàng dân dụng có giá là đi 113.000. Phi 17,2 kg hàng công trình có giá là 132.000. Phi 12,9 cân 9 hàng CB3 có giá là 179.000. Phi 14,13,55 kg hàng CB3 có giá là 245.000. Phi 16,17,2 kg hàng CB3 có giá là đi 310.000 một cây. Phi 18,22,45 kg hàng CB3 có giá là 404.000. Phi 20,27,7 kg hàng CB3 có giá là 500.000. Phi 22,33,5 kg hàng CB3 có giá là đi 605.000. Phi 25,45 kg hàng CB3 có giá là 796.000. Như vậy là cái bảng giá trong ngày hôm nay thì vẫn chưa có điều chỉnh giá so với ngày hôm qua, mới lên 300 đồng 1 kg. Thì sau đây em xin so sánh giữa cái bảng giá mới và bảng giá cũ để cho các bác nắm được cái mức tăng giá nó có nên có nhiều hay không nhá. Thì cái bảng giá cũ là sắt 6 trơn có giá là 17.800 đồng 1 kg, thì là lên 300 đồng thì là đi thành 18.100 đồng. Và phi 8 gai thì từ 17.850 là lên thành 18.150, cũng lên 300 đồng. Cái cây phi 16,2 thì có từ 111 lên 113 thì là tăng 2.000 đồng một cây. Phi 17,2 kg thì từ 130 lên 132 thì coi như là tăng 2.000 đồng một cây.
Phi 12 9 cân 9 từ 176 lên 179 thì coi như là tăng 3.000 đồng một cây so với đối với phi 12. Phi 14 thì từ 239.000 lên 245.000. Thì phi 14 coi như là lên thành 6.000 một cây. Cái mức giá này là coi như là nên là tương đối là cao đấy các bác nhá. Cái phi 16 thì từ 304 lên 301 thì cũng là coi như là tăng 6.000 đồng một cây. Phi 18 từ 397 lên 404 thì tăng 7.000 đồng một cây đối với phi 18. Phi 20 từ 490 lên 500 là tăng 10.000 đồng một cây phi 20. Và phi 22 từ 593 lên 605 tăng 8.000 đồng một cây. Phi 25 thì từ 774 lên thành 796 là tăng 12.000 đồng một cây. Tăng 22.000 đồng một cây chứ nhỉ? 74 lên 96 thành 22. Tăng 22.000 đồng một cây so với phi 25. Như vậy là mức tăng như này là cũng tương đối là rất là cao đấy, tăng 300 đồng 1 kg. Như cây phi 18 thì đã mất 7.000 đồng một cây rồi. Đấy. Từ 397 lên 404. Thì các bác xem video thì rất mong các bác là tham khảo giá, thì mình thấy giá tại cửa hàng nhà em nó cao hay nó thấp thì các bác bình luận góp ý cho em ở bên dưới nhá. Và đừng quên là mình đăng ký kênh, rồi là mình ấn vào cái nút chuông thông báo để cập nhật, và khi nào mà có em đăng video lên là sẽ có thông báo luôn để về máy cho các bác, để các bác tiện thời theo dõi. Còn cái xi măng nhà em thì xi măng Hoàng Thạch có giá là 1.660 đồng 1 kg. Và mác CB300 để đổ móng đổ mái. Và xi măng Hoàng Thạch mác MC25 có giá là đi 1.360 đồng 1 kg. Xi măng Hà Trung của công ty xi măng Long Sơn thì có giá là đi 1.400 đồng 1 kg. Và xi măng Long Sơn của công ty xi măng Long Sơn thì có giá là đi 1.450 đồng 1 kg đối với mác CB300 để xây chát. Thì hôm nay em xin được kết thúc video tại đây. Kính chúc các bác một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Và đừng quên là cứ 8 giờ sáng hàng ngày, cửa hàng nhà em lại có bảng giá mới nhất từ bên nhà phân phối để phục vụ các bác. Các bác chỉ cần đăng ký kênh và theo dõi video hàng ngày. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.